Chào các bác nhé, shop Tân Ánh, loa và phụ kiện đến từ Tân Yên, Bắc Giang nhé. Chào toàn thể anh em, chúc anh em một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên người thân nhé. Anh em có nhu cầu liên lạc với shop, xin vui lòng liên lạc với này năm đầu số điện thoại này nhé. Số điện thoại này, đỏ là của Vina, ba màu xanh này của Viettel, màu xanh cuối này là của Mobifone. Các bác ở mạng nào các bác liên hệ mạng đấy nhé. Hôm nay xin giới thiệu với anh em một cái sản phẩm mới, shop mới nhập về, đó là ống nhòm du lịch, ống nhòm du lịch, ống nhòm quan sát dành cho anh em đi săn ong, anh em săn bẫy nhá. Cái này ấy, bây giờ đang vào mùa đi tìm ong, anh em có nhu cầu dùng ống nhòm rất là nhiều. Shop đã nhập được về cái ống nhòm loại đẹp cho anh em chơi. Cái này ấy, phải thông báo trước với các bác là hàng này là hàng đẹp, chuẩn hơn hàng trước rất là nhiều nhá. Đây là cái bao bì đây, em quay gần cho anh em xem. Bao bì này, hãy quay tự nhiên thôi. Đây là một mặt nhá. Đây một mặt này. Cái này nó thiên về cho ống nhòm du lịch. Đây, góc sườn này. Thiên về du lịch, ống nhòm quan sát nhá. Một mặt nữa này. Đây ngoài biển khơi này, cái này chắc là đi biển nhìn nét lắm đây. Cánh buồm cái nhũng này. Mặt sườn nữa này. Nhá. Đây ấy, là cái hình thái cái bao bì ở phía ngoài nhá. Đấy. Bây giờ sẽ cùng khám phá cái kết cấu bên trong của nó nhá. Đây, xin mời anh em cùng xem này. Trong này ấy, thì sẽ có một cái túi vải để đựng nhá, túi vải đựng này. Nha. Hình thức bên ngoài đã đẹp rồi, nhưng mà cái kết cấu bên trong này càng tuyệt vời hơn nữa nhá. Đây, giấy hướng dẫn này. Hàng này ấy, thông báo với các bác ấy, nó là hàng nhập khẩu cao cấp của Trung Quốc ấy. Mà nói chung là bên nội địa Trung Quốc ấy thì gọi cái hàng này là hàng nội địa, hàng trung ương nhá. Còn tâm này là hàng loại 1 đấy. Đây có cái túi đeo cho anh em. Túi này có quai nhá. Đây, trong ống nhòm được bọc trong túi bóng này. Túi này có dây đeo này. Các bác về dùng các bác kéo dây ra để đeo nhá. Cho nó rất là tiện gọn này. Tiện lợi cho anh em đi săn nhá. Đây. Đây. Đây là nguyên bộ phận của ống nhòm này. Cái loại này thì chất lượng nó sẽ hơn cái hàng trước rất là nhiều. Đi kèm thêm thì gồm có cho các bác một cái dây để đeo này, một cái khăn bông nâu này, và một gói hút ẩm này. Tôi để ra ngoài này. Đây cái dây đeo này các bác tở ra và đeo vào đai này nhé. Đeo vào đai đây. Đeo vào đai đây này. Đấy. Đây nguyên là cái bộ phận chính của ống nhòm. Mời các bác quan sát cho kỹ nhé. Đấy. Nhãn hiệu là Ao Kenda. Đấy, hàng này hàng gia công của Trung Quốc, Ao Kenda. Thông số là 12 x 60. Cái tiêu cự ly nó ghi đây là 197 m, xẹt 1000 m là những cái tiêu cự ngắm nhòm của nó. Thế nhưng mà đối với cái ống nhòm này nhá, là cam kết cho các bác mà dùng đi săn ong thì hoàn toàn ưng ý, không phải chê điểm gì nhá. Ảnh nó lấy được cái nào ảnh sắc nét trong, không có bị ảo ảnh nhá. Có nghĩa là mình soi lên ngọn cây ấy, mình thấy cái hình ảnh ấy là nó không có bị rung, không bị giật, mắt không bị tức, không bị trong. Các bác quan sát tốt ở cái cự ly khoảng 200 m, 300 m mà các bác theo dõi từ cái chỗ các bác thả mồi ấy, để mồi ấy, để ong nó tới ấy, thì các bác nhìn theo cái luồng đấy, các bác sẽ thấy được con ong bay trong khoảng vi 200 đến 300 m, sẽ thấy được con ong nhá. Đây là cái chắn bụi phía trước, chắn bụi phía trước. Còn hai cái này là cái này là chắn bụi phía trước mắt mình để ngắm ấy. Còn hai cái to này là chắn bụi cái ống kính phía trước này. Đây. Và cái dạng ống nhòm này ấy, là các bác nhòm ấy thì là phải lấy nét nhá. Phải biết lấy nét. Có nghĩa là lấy nét bằng cái này này. Đấy, lấy nét bằng cái vòng này. Khi đưa lên mắt quan sát nhá các bác nhá. Ở ví dụ như này, khi đưa đến mắt quan sát ấy, thì các bác sẽ kéo cái cự ly này, cự ly này mở rộng này, hoặc là thu nhỏ như nào đấy cho phù hợp với khoang mắt của mình này, phù hợp với khoang mắt của mình nhé. Đây, các bác mở ra thì sẽ được cái ảnh nó tròn, nó không bị méo. Đấy. Thế xong bắt đầu các bác mới thò tay lên trên này, các bác xoay chỉnh cái vòng lấy nét, làm sao cho cái ảnh nó trong nhất, nó nét nhất thì các bác giữ lại nhé. Đấy. Cái này buổi tối thì cũng khó cho các bác xem được hình ảnh, nhưng mà cam kết với anh em là
cái này mà cho anh em đi săn ong thì cực kỳ tuyệt vời. À, cái mặt hàng trước hôm trước shop có bán là cái loại màu xanh màu đội ấy thì nó ngắn hơn, cái tiêu cự nhìn nó kém hơn, ảnh nhìn hơi bị ảo, hơi bị nóa nhá, hơi ảo hơi nóa, thì cái đấy thì giá nó thấp hơn, giá cái đấy nó là 650.000, 650.000 cho cái ống nhòm nhỏ đợt trước ấy, thì nhiều số các bác là mua về cũng phản hồi lại là nó không được ý, không được ý lắm nhá. Thế đối với cái mẫu này ấy, thì đảm bảo các bác là nó tuyệt vời hơn, và giá cho sản phẩm của mẫu này ấy, thì nó cũng ít hơn không đáng kể đâu nhá, mấy trăm nghìn thôi. Các bác nhu cầu thì vừa nào cũng liên hệ trực tiếp nhá, liên hệ trực tiếp cho shop. À, cái này ấy, các bác có lưu ý nè, hàng này là hàng công nghệ nhá, tiền nào của đấy thôi. Cái này ống này nó có mấy trăm nghìn thôi, nó dưới 1 triệu, nhưng mà nó đem lại cho các bác cái yêu cầu của các bác ấy là ngắm cỡ 200-300 mét thấy con ong rõ là sẽ ngắm được. Thế còn anh em mà đi săn bẫy, đi đặt bẫy, đi gác cu, đi bẫy gà mà cự ly khoảng 150-200 mét mà mình quan sát cái bẫy của mình ấy thì cực kỳ tuyệt vời rồi, không phải chê nữa rồi. Thế còn các bác mà dùng cái ống nhòm mà nó tới 2-3 triệu thì xong các bác nhòm cái ống này thì các bác sẽ thấy nó khác ngay nhá các bác nhé. Thế đây là cái tiền nào của đấy thôi. Thế đây là tôi nói cho các bác là cam kết là cái mức là giá tiền chưa đến 1 triệu mà để đi săn ong thì cái này rất là tuyệt vời. Thế còn cũng chia sẻ thêm cho các bác là lúc trước là shop cũng bán rất nhiều rồi, đủ các thể loại rồi, 200, 300, 400, 500, nhưng mà xin thưa với các bác là các bác không nên mua những cái loại như vậy nhé. Cũng là 500.000 bỏ ra nhưng mà nhỏ ngắm không được bao nhiêu lâu đâu, vài ba hôm mà nó mờ. Thế còn bác thêm lấy 200-300 nữa, các bác lấy cái này các bác đảm bảo sẽ ưng ý hơn rất nhiều. Thế đâm ra là hiện giờ shop là chỉ về một cái mẫu ống nhòm duy nhất này nhé, mẫu ống nhòm duy nhất, hàng cực kỳ đẹp nhé. Các bác lưu ý nhá, hàng này mới nhập về được một ít thôi, số lượng cũng có hạn, các bác nào nhanh tay thì còn, mà chậm tay đặt để đợi lô hàng sau nhé. Đấy, các bác lưu ý kỹ, cũng không có nhiều hàng đâu, nhanh tay các bác, nhanh tay alo thì sẽ còn nhá, còn chậm tay đợi lô hàng sau mới có. Thế còn là cái mặt hàng mà 650 kia thì shop sẽ không nhập nữa, shop bán cái hàng này thì nó tốt hơn, nó đắt tiền hơn một chút thôi nhá. Đấy, cho anh em đi săn ong, anh em đi săn bẫy, đặt bẫy thì cực kỳ ok nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi kênh YouTube của shop nhá. À, các bác có nhu cầu liên lạc vui lòng liên hệ với các đầu số của shop đây nhá. Rồi, thế rồi các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh, và các bác sẽ cập nhật được những cái video mới mà shop giới thiệu sản phẩm đến các bác nhá. À, shop thì cung cấp nhiều mặt hàng cho anh em phụ kiện đi săn, ống nhòm này, quần áo bắt ong, rồi loa bẫy chim, loa các loại túi già mồi nhá, quần áo ngụy trang, đồ anh em đánh chim đêm chim ngày đều du lịch nhá. Đây các bác, thật là rất là nhiều sản phẩm, mong các bác ủng hộ shop nhá. Rồi, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong video sau nhá.